anh bảo thế kiểu giỏi của WHO tổ chức y tế thế giới và cô đã bóc vỏ 40g đem thái nhỏ cho vào chai ngâm với 100ml rượu trắng 40-45 độ, thỉnh thoảng lại lắp chai nhiều, dần dần chuyển từ màu trắng sang màu vàng. Đến ngày thứ 10 thì chuyển sang màu nhẹ và uống được.